Cô mẹ của Ngân đúng không cô? À, dạ đúng ạ. À dạ con hôm bữa cô lấy thuốc huyết áp uống là cô lấy thuốc bên con đó. À, vậy hả con? À dạ con hỏi Ngân số của cô để con hỏi là à gọi lại hỏi xem tình hình sức khỏe cô là tiến triển như thế nào á. À. Dạ hôm rồi là khi mà bị cô là cũng mới phát hiện cao huyết áp là cũng mấy tháng đổ lại thôi đúng không cô? Đúng rồi con, mắt con mới cao đây. À dạ hồi tháng 8 hả cô hay sao? Cô uống thuốc nói chung là nó cao nay chắc cũng mấy tháng mà cô không biết, cái cô cứ nghĩ là ảnh nó nhức đầu thôi, và mình cũng nói chung là không để ý tới cái trong cái cuốn sổ khám bệnh á, Dạ. trạm y tế thì nó phê là trăm ai gì huyết áp 115 150 À dạ. và mạch là 90, thì À. cô cứ nghĩ là mình khám bệnh thì mình đưa quyển sổ vậy mấy bác sĩ người ta coi người ta phát thuốc thôi, ai ngờ chứ phát thuốc rồi chứ mình đi xuống lấy thuốc đông tây đầu người ta bán đâu có huyết áp đâu, tôi chừng uống tháng mấy 2 tháng cô nói ủa sao nhức đầu còn hoài ta, Dạ. cái chừng tôi đi khám lần nữa, đi tái khám lần nữa thì cái cô y tá đó nói trời cô ơi cô huyết áp cao lắm á, 150 mà lại là mập tới 90 luôn đó cô. Ủa vậy sao hôm nọ nay cô ba cô cũng đi lấy thuốc mà sao à, bác sĩ cho uống thuốc mà cô uống không hết, thì cô mới nói đi xuống để xuống qua bên y với cô mới nói trình bày y vậy, bác sĩ nha bác sĩ nói trời cô bên huyết áp thì cô lấy bên tây y với cô lấy bên đông y với tụi con, là đâu có thuốc huyết áp, thì cô mới nói trời vậy kìa tôi cứ nghĩ là đưa nguyên sổ này bác sĩ coi bác sĩ bán cái đâu biết cái hiện kỳ uống mà à, nhức đầu thì nó cũng vẫn còn mà lại huyết áp thì nó bác sĩ y tá nó là cao, mà Dạ. tôi chuyển qua bên tây y với cô uống phát thuốc cô uống được mấy cân trần á, rồi ngăn điện về hỏi thăm rồi ba nó mới nói mẹ này cao huyết áp À. thì nó mới hoảng hồn, nó chứ còn là nhức đầu là cả hơn mấy rồi đó, mà À. bên kia nó bán thuốc thì nó không nói cho cô đâu có biết đâu. Dạ. Thực ra Ừ. là cái thuốc tây mình bị huyết áp mình uống thì có thể là huyết áp nó sẽ xuống, mình đo cái số nó không có cao. Nhưng mà cái người mình vẫn mệt với lại nhức đầu nó vẫn còn. Thuốc tây á, dạ. Rồi sau đó thì Ngân nó mới hỏi bên con thuốc trị huyết áp này kia đó. Rồi nó lấy cho cô uống 1 tháng đầu tiên thì tôi nghe phản hồi nói là huyết áp nó cũng xuống hả cô? Nay lại nó xuống là tỷ số nó xuống nhiều con, mà đều có cái là nó cũng còn hơi đánh nhanh chứ còn mạnh như lúc trước thì nó đánh thật thật ngủ không không được luôn á, thì À. cô cứ nghĩ là bị tim để Dạ. lên bệnh tim mình khám rồi sao bác sĩ nó không phải cô bị huyết áp rồi nó đi liên kết tới tim đánh nhanh, thì hôm nay uống thì tim nó cũng giờ nó cũng bớt cái phần tỷ số nó xuống khi 80 tám mấy 70 mấy vô chừng, À có khi ok. à có khi nó chắc nó lỡ có khi cô trực nhớ đó, thì vừa ngủ trước giường thì đó, còn có khi đi sáng dậy bếp nhà nấu cơm nước cái trực nhớ nó kêu mẹ cái tỷ số đo áp lên cái trực nhớ đo, có khi là chắc mình cũng làm hơi mệt rồi cái tỷ số cái mạch nó nhảy cũng hơi nhanh Dạ. à, rồi cái còn còn đo thường xuyên thì nó cũng dạng là 82 83, bữa cô mới đi tới khám lại thì bác sĩ nói y tá nó áp bình thường với cô cười với cô không có nói là cô thuốc bên kia từ bữa thuốc tây luôn á, ông lo đứng anh nó nói mẹ ơi mẹ uống thuốc bắt mày dùng cho con mẹ đừng ngưng thuốc tây lại, thì cái cô ngưng cô uống luôn đó, mà cái này mình uống là nó hết hẳn luôn không con, hay nó bớt bao nhiêu phần trăm hay nó sao? À là nó thấy thẳng luôn nhưng mà cô uống thì cô kết hợp theo cái chỉ dẫn bên con đưa À ăn uống sinh hoạt này kia đó thì nó sẽ thấy thẳng. Đây là mà từ cái ngày mà cô uống thuốc bên con là cô cũng bỏ thuốc tây rồi đúng không? cô bỏ thuốc tây luôn, không uống sáng không uống nữa luôn đó. À cô bỏ thuốc tây luôn nhưng mà lúc cô đi tái khám lại thì bác sĩ nói là huyết áp bình thường rồi hả? À cô quá bình thường.